Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Fastcar, trung tâm mua bán xe ô tô được quay sử dụng, và mình là Ngọc Mai. Dành cho các anh chị đang tìm một chiếc xe 5 chỗ nhỏ gọn, số tự động, đi trong thành phố, giá mềm mềm, biển số thành phố luôn. Khoảng hơn 300 triệu thôi các anh chị. Bên Mai vừa mới về Ford Fiesta đời 2014 nha. Xe này phiên bản 1.0 động cơ EcoBoost số tự động ha. 5 cửa các anh chị, xe này thì bên Mai đang bán với giá là 378 triệu thôi. Các anh chị hãy đi một vòng quanh xe để xem thử form dáng xe nhé. Dòng này thì nói chung là nếu mà so với tầm tiền này mình mua i10 này kia thì các anh chị lấy chiếc này thì đi nó sẽ rộng rãi hơn nè. Rồi máy móc thì cũng mạnh hơn và trang bị an toàn cũng nhiều hơn các anh chị. Xe Ford thì các anh chị cũng biết rồi. Về trang bị những tính năng an toàn hay về chất xe này kia thì rất là ok ha. Phiên bản mình là bản S động cơ EcoBoost nha, 1.0 EcoBoost rất là mạnh các anh chị. Ba máy thôi nhưng mà đi trâu lắm. Xe màu đỏ luôn, các anh chị nào mà Bình Thủy nè, hoặc là ở quên nhầm Bình Hỏa nha, hoặc là Bình Thổ cũng được. Đó, thì mình lấy cái xe này màu đỏ đi rất là đẹp luôn, đi Tết nữa cực kỳ hợp luôn ha. Xe biển số thành phố nha, 51F05789. 05789 biển số tiếng ha. Cũng khá là đẹp luôn. Mình ở thành phố mình lấy xe này giữ lại biển luôn các anh chị. Rồi đi gần hơn xem phần nước sơn với Mai nha. Xe thì nước sơn màu đỏ, mới căng bóng đẹp nè, không trầy xước gì hết. Cản phía dưới nè. Xe qua sử dụng thì việc có trầy xước hay là giảm tuốt thì nó cũng là bình thường, nên các anh chị cũng không quá quan trọng cái vấn đề đó ha. Xe đời 2014 giảm tuốt nó cũng bình thường. Phần vỏ thì xe này vỏ cũng có hơi hao mòn rồi các anh chị nha. Mình về điên thời gian nữa rồi thay vỏ nha. Vỏ của Bridgestone. Đét vỏ mình là năm 2016 tới giờ ha. Xe đi được 68.000 km rồi. Có dán phim cho mình nè các anh chị. Tay nắm cửa thì cùng màu với thân xe. Màu đỏ rất là đẹp. Cho các anh chị xem với phần da ghế nè. Nếu mà đời sau mà những cái da ghế mà xe sử dụng nhiều á, nó sẽ bị gấp gãy ở đây. Mà rất là mạnh dạn khi mà quay cho các anh chị đầu tiên vô, nó là da ghế của phần ghế tài luôn nha. Tại vì cái phần này là nó hư hao nhiều nhất luôn á các anh chị. Đó. Rồi vô phía trong khoang lái nha. Xe này đi được 68.000 km rồi nha. Đó, vô lăng cũng còn khá là mới đẹp nè. Vô lăng mây da nè, những cái nút bấm cũng còn nè. Xe có cái này chắc là kem cặp lề á, màn hình kem cặp lề á. Rồi táp lô cũng không có hao mòn gì hết các anh chị. Đầu CD nguyên zin nè. Rồi, phần nhựa nè. Rồi, trần các anh chị. Sạch sẽ đẹp đẽ nha, trần nỉ nguyên zin. Rồi cho các anh chị kiểm tra giúp Mai luôn cái phần ốc chân cửa trước nè. Các anh chị cửa trước ha. Đó, các anh chị cửa nữa ha. Cam này là của cái cam phía sau. Cam phía sau. Rồi, mình ra phía sau kiểm tra cho các anh chị hàng ghế phía sau nha. Bên Mai lại về bán tải nữa các anh chị. Chiều nay về thêm một số xe nữa ha. Có Tucson nè, máy dầu 2019, đăng ký 2020 rất là đẹp nè. Mazda CX-5, rồi Mazda 6. Rồi nhỏ nhỏ bên Mai còn Honda City, Honda Ra, Vios, rất là nhiều xe cho các anh chị mình lựa chọn luôn. Nếu mà các anh chị đang tìm xe đi Tết thì nhớ tranh thủ nha. Sau đây mới thấy có cái cam này chắc là của cái màn hình hồi nãy á. Còn xe này đầu CD nguyên zin nên là chưa có cam cam lùi. Có cả miếng lùi rồi nè các anh chị, có cả miếng lùi. Cho các anh chị xem phần gầm giúp Mai nha. Gần Tết rồi các anh chị, còn khoảng 2 tuần nữa là đến Tết rồi. Đó, các anh chị mà mua xe thì nhớ tranh thủ nha. Tại dạo này là công an hồ sơ bị nhiều quá nên là làm khá là chậm. Các anh chị mà có làm thủ tục sang tên hay ngân hàng về tranh thủ chứ không là không kịp luôn á các anh chị nhé. Ốc cốp nè, keo chỉ cốp nè. Còn keo chỉ cốp nó hơi ngược sáng, hơi khó nhìn nha. Các anh chị thông cảm giúp Mai, nếu mà cần xem chi tiết thì inbox cho Mai, Mai sẽ quay lại kỹ hơn hoặc là chụp hình kỹ hơn phần đó cho các anh chị mình xem nha. Cốp của mình có lót một cái phần simili như thế này nè, sạch sẽ và đẹp hơn nè các anh chị. Ở dưới này là lớp dự phòng nha. Đó, cho các anh chị mình xem bộ dụng cụ sửa chữa thì nằm phía trong. Hơi tối và hơi khó thấy á các anh chị nha. Cốp cũng tương đối khá là phải 2-3 cái vali á các anh chị. Bên này thì cũng không có trầy xước gì hết nè, không có trầy xước gì hết nha. Xe này đăng kiểm đường bộ còn tới tháng 6 năm 2023 là vô tư xài luôn, bao xài luôn các anh chị nha. Rồi, cho các anh chị xem phần máy móc ha. Ốc nắp capo keo chỉ capo nguyên zin luôn. Ốc nắp capo đen thui từ lùi các anh chị, đúng là màu thời gian á, xe 2014 nè, những cái đó là nó đen là bình thường. Còn nó sạch nó mới thì mới sợ các anh chị. Động cơ hơi bụi nha. Động cơ hơi bụi. Trước khi mà giao xe cho các anh chị thì bên Mai sẽ vệ sinh ha. Xe này thì bao cho các anh chị là không đâm đụng, không ngập nước, không để tô động cơ hộp số 3 Tết hãng nha. Đó, có bảo hành cho các anh chị là 3 tháng 5.000 cây động cơ hộp số nên các anh chị mình yên tâm. Mai nhắc lại thông tin một lần nữa. Ford Fiesta động cơ
1.0 EcoBoost, phiên bản 1.0 EcoBoost đời 2014 bên Mai đang bán với giá là 338 triệu. Xe biển số thành phố luôn, xe di động rất là mềm cho các anh chị mình sử dụng nhé. Đăng kiểm đường bộ cực kỳ dài luôn. Còn nếu mà các anh chị mà đang quan tâm tìm một chiếc xe mềm mềm nhỏ gọn thì nhớ sở hữu chiếc này nhé. Sớm bên Mai sẽ bán rất là nhanh. Nếu mà các anh chị có theo dõi thì mấy hôm nay bên Mai về liên tục luôn, về màu cam, màu xanh là bán hết rồi. Nên là các anh chị mà thích chiếc này thì nhớ tranh thủ nha. Rồi, cảm ơn các anh chị đã theo dõi đến hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị những video tiếp theo.